quý vị, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là đô thị tiếp theo trên cả nước thực hiện ra quân xử lý những vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự lòng lề đường. Sáng ngày 10 tháng 3, đội trật tự quản lý đô thị thành phố Biên Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất đã tiến hành xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Võ Thị Sáu. Đây là tuyến đường được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa yêu cầu làm điểm trong chiến dịch lập lại trật tự đô thị, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Tại đây, đội trật tự quản lý đô thị đã cho xe múc phá dỡ những công trình xây dựng lắp đặt trái quy định trên vỉa hè của các hộ dân và các quán cà phê. Đội trật tự quản lý đô thị cũng đã đưa các rào chắn chiếm vỉa hè của một quán nhậu lên xe mang về trụ sở. Trước đó, vào ngày 8 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã có cuộc họp với 30 phường, xã trên địa bàn và các phòng ban liên quan để bàn về kế hoạch xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Thành phố Biên Hòa đặt mục tiêu hết tháng 4 năm 2017 phải cơ bản xử lý xong tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Sau khi lập lại trật tự thì phải ngăn ngừa tái chiếm, tránh tình trạng bắt cóc bỏ dĩa. Hành động phải quyết liệt nhưng chặt chẽ, đúng pháp luật, không bao che, phát hiện cán bộ nào vi phạm là kỷ luật ngay. Kính mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.